Ngày 18 tháng 3, đoàn giám sát chuyên đề của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với thành phố Uông Bí nhằm giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn. Trong chương trình, đoàn đã đi kiểm tra thực địa tại một số dự án trên địa bàn như dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư Bí Trung, phường Phương Đông, quy hoạch phân khu trung tâm phía Nam thành phố Uông Bí, phân khu 1 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng trung tâm y tế mới thành phố, dự án tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài đấu nối với đường tránh phía Nam thành phố, đồng thời đi kiểm tra các cơ sở nhà đất thuộc diện tài sản công dôi dư sau sắp xếp Ủy ban nhân dân thành phố nhận điều chuyển từ công ty nhiệt điện Uông Bí. Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ tài liệu và đi kiểm tra thực tế, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận, làm rõ các vấn đề liên quan đến nội dung giám sát, tập trung vào các lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng vốn nhà nước khác, quản lý sử dụng tài sản nhà nước, quản lý sử dụng lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước, quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên. Tại buổi làm việc, các phòng ban ngành thành phố cũng giải trình kiến nghị một số ý kiến đối với đoàn giám sát liên quan đến các nội dung như những vướng mắc trong thực hiện mua sắm tập trung. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí trong thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt thông qua các chương trình, quyết định, kế hoạch với những mục tiêu chỉ tiêu cụ thể, quán triệt tới các đơn vị trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cũng đồng tình ghi nhận những hiệu quả trong thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với công tác điều hành ngân sách, quản lý sử dụng lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước của thành phố. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu thành phố quan tâm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên than, quản lý ranh giới mỏ. Đối với công tác quản lý tài sản nhà nước sau sắp xếp, đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng yêu cầu thành phố quan tâm đánh giá và có các giải pháp cụ thể. Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong đoàn công tác và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các phòng chức năng tập trung hoàn chỉnh báo cáo gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.